Mạnh Quỳnh liên tục diện đồ đen từ ngày Phi Nhung qua đời, nói một câu khiến netizen xúc động. Mới đây, Mạnh Quỳnh đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh bản thân diện vest đen, đồng thời kể một câu chuyện hậu trường trong sự kiện đi hát mới đây. Theo đó, Mạnh Quỳnh cho biết như thường lệ, ngoài việc hát trên sân khấu, khán giả vì yêu mến nên sau đó cũng chụp hình lưu niệm, giao lưu ngắn với Mạnh Quỳnh. Trong đó, một bác gái cỡ tuổi mẹ anh đã đến và hỏi Mạnh Quỳnh mặc vest size mấy. Bà muốn gửi tặng anh một bộ vì có con trai ở Việt Nam mở tiệm may đồ vest Tom Nam rất đẹp. Bên cạnh đó, bà cũng khen đồ anh diện đẹp, lịch sự. Tuy nhiên, việc Mạnh Quỳnh dường như có sự thay đổi trong gu ăn mặc những ngày gần đây cũng khiến người phụ nữ thắc mắc. Mạnh Quỳnh ơi, bác theo dõi những show diễn gần đây, bác thấy con thường mặc đồ vest đen, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đen. Con tính đổi tông hả? Trước câu hỏi, Mạnh Quỳnh đáp, Quỳnh còn mặc như vậy 1,5 tháng nữa bác ơi. Câu chuyện của anh đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động vì hàm ý nhắc về Phi Nhung với khán giả khi cô bạn thân đã ra đi mãi mãi. Qua chia sẻ của Mạnh Quỳnh, người hâm mộ tinh ý nhận ra, dù không phải người thân ruột thịt trong nhà, thế nhưng Mạnh Quỳnh đã để tang 100 ngày cho bạn thông qua việc tránh kiểu trang phục loè loẹt, diện vest đen, sơ mi trắng, thể hiện thái độ trang nghiêm, tôn trọng người đã khuất của anh. Một số bình luận liên quan. Phi Nhung thật hạnh phúc, có người bạn tri kỷ thật sự. Có lẽ Phi Nhung ở trên cao cũng dõi theo Mạnh Quỳnh, thật ngưỡng mộ, ủng hộ tình bạn đẹp. Hình ảnh trang phục ấy của chú là thay thế lời nói, thể hiện tấm lòng của chú dành cho cô Phi Nhung. Anh hai yên tâm, chị hai luôn bên cạnh theo dõi, ủng hộ, nên anh cứ sống vui vẻ, làm những việc anh thích và sống luôn phần chị hai nha. Em chúc anh có thật nhiều sức khỏe, an yên. Anh để tăng chị đủ 100 ngày theo cách của người tri kỷ. Cuộc đời khi ra đi có lẽ chỉ cần có một người vì mình, như vậy có lẽ cũng đã đủ cho một kiếp người. Vốn là người tình sân khấu, cũng là bạn tâm giao ngoài đời với Phi Nhung, sự ra đi của cô là nỗi mất mát lớn với Mạnh Quỳnh. Tâm sự với phóng viên, anh cũng từng cho biết có những ngày nằm vùi trên giường sau khi hay tin người bạn ra đi. Hiện anh cho biết mình đã dần lấy lại tinh thần nhưng mỗi lần đứng trên sân khấu, cảm giác trống vắng nghẹn ngào vẫn ùa đến. Ngày trước khi lên sân khấu tôi thường khấn tổ, ông bà phù hộ để tôi biểu diễn tốt. Giờ tôi nhớ về Phi Nhung để mong hát mãi cho đến khi không thể đi được nữa. Đó cũng là tâm nguyện của cô ấy đối với nghề khi còn sống và tôi sẽ thay cô ấy thực hiện, Mạnh Quỳnh chia sẻ. Hiện tại, những chia sẻ của Mạnh Quỳnh vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Mạnh Quỳnh có lẽ là người bị ảnh hưởng tinh thần lớn nhất là tri kỷ với Phi Nhung. Đến nay, anh vẫn chưa thể lấy lại tinh thần. Dù luôn tỏ ra bình thường trên mạng xã hội, nhưng thực chất, Mạnh Quỳnh vẫn đang rất suy sụp. Trong buổi trò chuyện với fan vừa qua, nam ca sĩ cho biết đây là thời điểm mình thấy buồn bã và chán nản nhất. Hằng ngày giọng ca vợ tôi tâm sự, hằng ngày anh chỉ nằm vùi trên giường muốn yên tĩnh nhất có thể. Nghĩ về Phi Nhung, Mạnh Quỳnh không thể không ngẹn ngào. Anh tiếc nuối khi không thể cùng đối phương thực hiện hết những kế hoạch cả hai cùng đưa ra trước đó. Suốt những ngày qua, bà xã là người đã ở bên động viên khích lệ Mạnh Quỳnh. Nhờ có Cẩm Diệu mà tinh thần của nam ca sĩ dần ổn định hơn. Không những không phiền lòng, Cẩm Diệu còn an ủi chồng rằng Phi Nhung ra đi xem như là đã trả hết nợ trần thế. Vì vậy, anh không cần phải quá buồn và suy sụp. Cô động viên Mạnh Quỳnh nên tập trung lo cho những điều sắp tới. Hơn ai hết, Cẩm Diệu đã chứng kiến tình tri kỷ của Mạnh Quỳnh Phi Nhung trong hàng chục năm qua, nên hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của chồng. Nhờ đó, cô càng trân trọng mối quan hệ của Mạnh Quỳnh với giọng ca bông điên điển hơn. Cũng nhờ Cẩm Diệu mà Mạnh Quỳnh dần ổn định và trở lại được cuộc sống bình thường. Khán giả bên cạnh ngưỡng mộ tình cảm của anh với Phi Nhung lại thêm yêu mến vợ nam ca sĩ. Sự thấu hiểu của Cẩm Diệu được cho là yếu tố giúp tình cảm cặp vợ chồng cô ngày càng khăng khít sau ngần ấy năm.